giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Netizen tranh cãi trước màn kết hợp có 102 của hai rapper đình đám, Binzy và Denver. Ngay sau khi đăng tải hình ảnh nhà hàng sẽ có màn kết hợp giữa Binzy và Denver, ngày sáng tình mơ hôm sau, sản phẩm đã được ra lò mang tên Cho Mình Em. Ca khúc thu hút rất nhiều sự chú ý. Được biết đây là màn kết hợp đầu tiên của hai rapper đình đám. Quả không ngoài dự đoán, siêu phẩm này dù thả xích vào khung giờ ngang ngược, nhưng chỉ sau vài tiếng lên sóng đã nhanh chóng thẳng tiến đến top 1 trending. Tuy nhiên, dù đây là màn kết hợp có 102 và sản phẩm đạt thứ hạng cao, nhưng MV Cho Mình Em vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen có cánh, dành cho hai chàng thì cũng có kha khá bình luận cho rằng hai giọng rap bị lạc khỏe. Bởi hai phong cách, hai giọng rap trái ngược nhau hòa quyện lại khiến người nghe thấy sai sai và khó ngắm. Không chỉ vậy, khán giả cũng nhận xét nghe không rõ lời, biết thì tàn tàn không có gì đặc biệt. Một số bình luận như, nhạc chậm mà rap nhanh quá anh Đen, bài này kết hợp không hợp lắm. Nói thật là nghe bản guitar lần trước thấy thích hơn. Hai anh không hợp với nhau tí nào, tách ra có khi lại hay hơn nhiều. Bỏ qua chuyện biết sang một bên thì có thể thấy đây là một MV mang lại nhiều bất ngờ, nhất là về phần hình ảnh. Nói đến Binzy, nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh MV chắc chắn sẽ đầu tư hoành tráng. Nhưng không, MV lần này chỉ có không gian phòng thu và hai nhân vật chính xuất hiện với trang phục đời thường. Nói về màn kết hợp này, Binzy từng chia sẻ rằng anh từng xem Denver như là một đối thủ. Dù anh được xem là ông hoàng của những bản rap lớp, nhưng khi nghe sản phẩm của Đen lại rất thích triết lý về tình yêu của chàng rapper này. Chính vì vậy, cặp đôi đã quyết định kết hợp cùng với nhau. Giai điệu đã được Binzy chỉnh sửa để bản nhạc ngọt ngào và lãng mạn hơn bản demo mà anh tung vào đầu tháng 7/2020. Về phía Denver, anh cũng mang đến cho khán giả những cung bậc khác nhau trong phần lyric của mình. Có thể nói ca khúc lần này mang một làn gió mới đến thị trường rap Việt. Có thể nói dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, thế nhưng màn kết hợp của hai nhân vật có tiếng trong làng rap Việt vẫn được chào đón nhiệt tình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.